Chào các bạn, đây là bài hướng dẫn của mình để các bạn khi xuất ra video có xuất hiện ở số lượng frame ở khung hình để dễ dàng cho những người khác nhận xét bài animation của mình. Thì đầu tiên đây là mình đã dựa trên một file mình đã làm sẵn để có animation rồi. Bây giờ trước khi play blast ra video, mình sẽ tạo ra một cái camera. Sau đó bạn vào cái camera đó, bạn chọn ra hướng phù hợp. Thì ở đây mình có cam 1 là cái mình đã tạo rồi. Đó, mình đã chọn tỷ lệ đúng rồi. Mình vào cái resolution get ở đây để các bạn cho được cái tỷ lệ của mình, tỷ lệ phù hợp. Thì thông thường cái tỷ lệ mình export ra video là tỷ lệ 43. Mình lấy cái khung phù hợp nhất cho nó. Đó là script của mình cũng dùng theo tỷ lệ 43. Rồi các bạn có script. Các bạn có thể chọn camera ở đây, nó có thể các góc front, side, top, góc theo góc camera bạn tạo. Các bạn có thể chọn tên của shot, trạng thái của shot này là mình đã hoàn thành rồi, final, great. Đó, sẽ nhìn thấy nó xuất hiện đây. Bây giờ khi chúng ta chuyển động trong timeline, số lượng frame sẽ được cập nhật. Thì trong bình thường khi các bạn ẩn điều khiển, các bạn đừng ẩn cái nớp surface vì các cái đối tượng này đều được làm dưới dạng nớp surface, nên bạn ẩn nó đi, không là bạn sẽ ẩn cái canvas của mình đi. Đó. Sau khi được cái tỷ lệ mong muốn rồi, các bạn có thể bỏ cái resolution gate để chúng ta bắt đầu play blast. Xong rồi mình chọn AV, chọn tỷ lệ custom. Các bạn chọn tỷ lệ 43 thì mình mới chọn 8600. Sau đưa ra file, mình đưa ra file delete để tí nữa mình xóa. Play flat. Đó, và chúng ta đã được một đoạn như mong muốn này. Rồi, cảm ơn các bạn.